Sông Hàng Nhiệt Độ xin chào các bác. Hôm nay em lên sóng một con máy điều hòa 2 chiều nóng lạnh của Corona. Thời tiết Hà Nội hôm nay thì nóng dã man rồi. Đây hiện tại là đang đo nhiệt độ trong nhà các bác nhé. Hiện tại đang 36,2 độ C. Em sẽ cắm vào cái máy này và xem nó xuống bao nhiêu độ. Đấy, xem cái máy là nó kéo xuống bao nhiêu độ C nhé. Các bác lưu ý là thời tiết này với cái nhiệt độ nóng dã man như thế này ngoài trời tường hấp nhiệt có thể lên đến hơn 40 độ C. Thì các bác nào mà muốn máy điều hòa mà mát nhanh mát sâu thì không có chuyện đấy đâu nha. Kể cả những đối với những cái máy dư công suất cũng rất là lâu mát. Các bác càng bật nhiệt độ xuống sâu thì càng hại máy. Nhiệt độ dàn nóng tăng lên rất là cao dẫn đến thủng dàn mất ga đấy ạ. Trên các bác dùng điều hòa mùa này các bác hết sức lưu ý. Chỉ để tầm 28-29 độ C thôi ạ. Các bác nào mà kéo xuống 20 độ C là rất dễ đẩy áp lực của máy ấy. Vì khi các bác kéo xuống nhiệt độ sâu, lốc phải hoạt động liên tục, đẩy áp lực dàn nóng lên cao để không giải nhiệt được ra môi trường bên ngoài, dẫn đến tăng áp của dàn nóng và thủng dàn dẫn đến hỏng máy. Đấy, các bác hết sức lưu ý là như vậy. Mùa này các bác càng cho máy xuống sâu nhiệt độ thì càng hại máy và hiệu quả không cao. Trên những cái ngày này cái điều hòa thì mang tính chất hỗ trợ các bác thôi, dùng thêm quạt vào và không thể nào mát lạnh được đâu. Đấy, lưu ý các bác dùng điều hòa là như vậy. Đây là một con Corona 2 chiều nhé, công suất nó là 8.000 BTU. Hiện tại em đang cho độ lạnh test ở cửa gió. Ngoài môi trường hiện tại trong phòng vừa rồi là 36 độ C. Đây, sau khi kiểm tra độ lạnh ở cửa gió thì các bác thấy là máy đây nó đang kéo xuống đây 20 độ C. Chưa? Tức là chênh được 16 độ so với cả môi trường bên ngoài. Độ lạnh xuống rất là sâu nhé. Chênh 16 độ. Đấy, tức là độ lạnh của cửa gió ra 16 độ không có nghĩa là các bác kéo vào phòng độ lạnh của cửa gió ra 20 độ như thế này thì không có nghĩa là các bác kéo được phòng các bác xuống 20 độ với cái thời tiết này đâu nhé. Với cái thời tiết này cứ xuống được 28 29 độ đủ để làm mát là hạnh phúc lắm rồi ạ. Thế là em nói chia sẻ về kinh nghiệm có dùng điều hòa là như vậy. Nhiều bác dùng mùa điều hòa những cái ngày nắng nóng đến 40 50 độ C này mà các bác muốn kéo xuống 20 độ thì không có cái chuyện đấy các bác nhé. Các bác lưu ý là như vậy. Mặc dù đây các bác có thể cài đặt máy của các bác xuống 16 độ C, tức là nhiệt độ phòng xuống 16 độ nhưng sẽ không bao giờ máy kéo xuống 16 độ được đâu ạ. Cho nên nhiều cái máy của Nhật này Corona chỉ giới hạn 20-21 độ thôi. Để nó tránh cái tình trạng này các bác kéo máy xuống 16 độ. Trong khi đó phòng không thể đạt được 16 độ làm hại máy. Đấy, có hết sức lưu ý là như vậy. Người Việt Nam mình cứ có thói quen là vào phòng cái là bấm ngay 16 độ. Đâu phải là bấm 16 độ là máy nó ra 16 độ ngay đâu. Không có chuyện đấy các bác nhé. Đấy nó chỉ là nhiệt độ cài đặt thôi. Đấy. Và hết sức lưu ý là như vậy. Con này là 2 chiều nóng lạnh, em bán là 4 triệu rưỡi nhé. Giá chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Đấy, các bạn nào lấy các bạn liên hệ nhé. Chào các bạn.